Nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Salon của cuộc sống London. Thì hôm nay em lại tiếp tục dẫn dắt cho mọi người đi tham quan cái vườn hoa hướng dương này nha. Thì thường á, hoa hướng dương này sẽ nở vào tầm giữa tháng 8. Thì mọi người đi tầm thời điểm này thì hoa nó rất là đẹp luôn, nó hoa nở rộ và hoa ở đây nó rất là cao luôn. Em 1m63 mà hoa này nó cao gần bằng em quay cái hoa của em nè. Mọi người nhìn là quá trời cái con vườn hoa này nè. Thì sẽ mời mọi người đi tham quan vườn hoa này nha. Mọi người có biết không, cái hoa hướng dương này nó sẽ tượng trưng cho cái sự đáng yêu nè, trung thành và trường thọ. Thì phần lớn cái ý nghĩa của hoa hướng dương sẽ bắt nguồn từ chính cái tên của nó, chính là cái mặt trời, là một cái biểu tượng mãnh liệt của sự sống. Ngoài ra thì cái hoa hướng dương này nó sẽ bị biết đến như là một loài hoa hạnh phúc, và làm cho chúng trở thành một cái món quà hoàn hảo mà mang lại niềm vui cho những cái ngày đặc biệt của ai đó, hoặc là cho chính cái bản thân mình. Thì cái loài hoa hướng dương này á, nó sẽ có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, và nó không chỉ là cái loài hoa được trân quý vì cung cấp cái nguồn lương thực quý báu, đó là hạt nè và làm dầu nữa. Và ngay từ cái thời xa xưa, hoa hướng dương đã được cái người dân bản địa người ta tôn sùng vì cái vẻ đẹp lộng lẫy và mạnh mẽ của nó. Và đến ngày hôm nay thì hướng dương sẽ được chọn làm cái biểu tượng cho một cái chiến dịch sức khỏe, nó có ý nghĩa rất là to lớn đối với cộng đồng. Về cái đặc tính hướng quang, có nghĩa là cái hoa hướng dương này nè, họ luôn hướng về cái mặt trời. Thì trong tình bạn hoặc các mối quan hệ đối tác bên ngoài xã hội thì hoa hướng dương nó sẽ biểu tượng cho cái sự chân thành và cái tính kiên định. Còn trong tình yêu thì đó sẽ là biểu tượng của cái sự chung thủy, sắc son và một lòng một dạ hướng về đối phương. Với hình dáng thì những cánh hoa vàng rực rỡ như những cái tia nắng mặt trời, thì hướng dương luôn khiến cho người nhìn cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực. Tâm hồn của những người nhìn sẽ luôn hướng về những cái thiện, và cuộc sống của họ sẽ không bao giờ chứa đựng hai từ bi quan. Và bên cạnh đó thì những cái hình ảnh mà biểu tượng của mặt trời thì hướng dương còn thể hiện của sự quyền uy, sự ngưỡng mộ, tôn sùng và cái sự bền vững lâu dài. Chính vì vậy mà hoa hướng dương sẽ thích hợp để bày tỏ tình cảm trong những cái dịp kỷ niệm tình yêu, tình bạn, cũng như những cái dịp chúc mừng và gửi đi thông điệp về cái sự mà hân hoan, phấn khởi. Cuối cùng, một cái thông điệp mà ý nghĩa mà hoa hướng dương mang đến chính là hãy mạnh mẽ đứng vững và theo đuổi ước mơ của bạn. Hãy tập trung vào những thứ tích cực trong cuộc sống của bạn và đừng để cho bất cứ ai khiến cho bạn nản lòng nhé.